Xin chào tất cả các bạn yêu quý. Vâng, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trọng Tăng Tăng OVK nha. Hãy tiếp tục rồi. Cứ ngày mới sẽ có video cho các bạn xem ngay các bạn ạ. À, chiến nào. Không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa, bây giờ mình sẽ vào giấc độ nhé. À, mình ra mình mua vị tướng mới nha. À, mua vị tướng mới chơi cho các bạn xem luôn này. Đấy, xem nào. Xem có vị tướng nào không nào. Có vị tướng nào mình chơi nào. Hà Lan mình chưa chơi à. Mua vị tướng Jeffy phát nào. Chốt kèo luôn. Còn vị tướng nào. Mua vị tướng Mina các anh em nhỉ. Làm có vị tướng Mina hay là Grignas. Grignas phát đi. Grignas anh em nhá. Ok. Vậy là mua hai vị tướng rồi đấy. Rồi chiến thôi. Sau khi đã mua tướng xong thì bây giờ mình sẽ vào mình ghép đội. Mình sẽ vào mình ghép đội anh em nhá. Chiến nào, sẵn sàng nào. Ủa, thiếu mỗi mình anh em ạ. Rồi, ghép phì chọn rồi anh em ạ. Rồi, trận đấu này thì mình sẽ chơi vị tướng nào đây. Ôi, vị tướng FB. Con vị tướng FB à. Còn đúng vị trí FB anh em ạ. Là mình chơi Alice FB anh em nhỉ. Đây là của Alice đây, chơi FB phát. Chiến luôn FB anh em nhá. FB FB. Chiến luôn. Rồi bộ trang phục giàu nhá. Vậy tướng teo nát này nhìn này mình chưa chơi cho các bạn xem, mình sẽ chơi luôn nhé. Mình sẽ chơi luôn vị tướng teo nát này cho các bạn xem. Vâng, vậy là đội hình của team mình có Ngộ Không, Jeffy, Alice, Krusy, Van Hell, team bạn có Alan này, có chín thần là Butterfly, Tiri, Natalia. Đây chín thần là cái gì đây, bộ trang phục này mình chưa nhìn được, phải tí nữa hình là Van Hell anh ạ. Ghê quá nhở. Van Hell thêm bạn có bộ trang phục ghê thật sự luôn anh em. Khiêu chín ghê luôn anh em ạ. Ôi trận đấu này khó rồi, trận đấu này khó rồi, gặp ngay thằng AD quá là kinh khủng luôn. Ngay cái thằng AD này quá là kinh khủng anh em nhá. Chiến nào, Alice nào. Alice nào, FB nào. Chờ tí đây Van Hell ơi. Tính cũng đây à. Van Hell thì bạn 9 thần đấy, kill 9 anh em ạ. Cái thằng TV này khỏe đây này. Cái thằng TV này. Cái thằng TV này. Được của nó chưa anh em. Ủa, Van Hell thêm bạn 9 công đồ anh em nhá. Ăn thế anh em. Trời ơi. Thằng Van Hell thêm mạng biết chơi đấy. Natalia thêm mạng biết chơi này. Trời ơi, choáng chưa? Mất máu đi bạn ơi. Ôi đau anh em ạ. Đau phết đấy chứ đùa đâu. Đau phết đấy anh em ơi. Lên đồ phụ trợ đây anh em nhá. Hay quá, Jeffy ăn Van Hell nhá. Được đấy. Hai đều thôi.
đó là hai đều thôi anh em. Cái thằng Natalia này, thằng Natalia này ô thằng bút tơ phò bò, bút tơ phò bò thằng bút tơ phò bò này đây mày. Rồi nên mình ăn kìa là xin cho mình máy mình hỗ trợ nhá. Gọi là cứu đồng đội quá đáng sợ cấp luôn. Còn cứu đồng đội quá sợ cấp luôn anh em. Ôi Ngộ Tính ơi, Ngộ Tính ơi là Ngộ Tính. Còn thế Ngộ Tính hổ bao quá mà. Đừng có hổ bao quá là không ăn đấy anh em ạ. Đoán đi mày ơi. Thử áp lính rồi anh em. Butterfly đem bạn ăn cây sơ đấy anh em. Ôi, Galaxy không cướp được con bò xanh rồi. Galaxy không có đấy, không cướp được con bò xanh anh em. Thằng Van Heo, thằng Alan chứ anh em. Đấy, hỗ trợ nhá, hỗ trợ kỳ Galaxy ngay. Hỗ trợ Galaxy ngay. Rồi anh em, ui dồi, nó khỏe. Thằng Natalia nó ulti khỏe quá anh em ơi. Nó xanh nhá, nó ulti khỏe đấy. Số 3 luôn anh em ạ. Thế anh em, trận đấu này căng đấy, căng cò đấy anh em. Được đấy, được đấy, được của nó anh em ạ. Chết 3 người một lúc như này. Thế không biết. Ngộ Tính không đi ăn rừng à. Butter phở bò thế mà ăn rồng rồi. Hèn gì mà giáp thêm bạn ghê thế. Giáp thêm bạn ghê thế anh em ạ. Đây xuống đây hỗ trợ anh em tem này. Ôi ôi Van Heo tem mình hoảng nào. Motor phở bò này. Motor phở bò này. Ôi Ngộ Tính, Ngộ Tính. Ôi máu ngay. Ôi trời ơi hỏng rồi. Hay quá, không cho nó chạy hay quá anh em. Không cho thằng Booster của bò tem đoạn chạy ùa kìa. Tem mình yếu nhờ. Tem mình yếu quá anh em ạ. Tem yếu đuối thế. Đây anh em, đây anh em, đây anh em. Ui, chưa kịp dùng ulti à, thằng Ngộ Tính này. Quả đấy lại đi chạy. Chịu rồi, hay quá Jeffy ạ. Jeffy tụi mình đang chơi hay này. Jeffy tụi mình đang chơi hay nhá. Theo video hỗ trợ thằng thằng Van Heo đây được rồi, ok bộ này phải đi hỗ trợ thằng Van Heo anh em ạ. Thằng bút tơ và bò các bạn kéo đang ăn cây sơ đấy à, kéo chuẩn bị ăn cây sơ đấy. Ú rồi anh em ạ đau quá. Đau quá anh em ơi. Đau quá anh em ạ. Bọn heo tên mình hổ báo quá mà. Ôi bọn này phải về cái nhá.
đang cân kèo thôi, cứ bình tĩnh anh em ơi. Trời ơi kìa, hay quá Jeffy, trụ bên kia Van Heel ơi. Gracie kìa, áp lính đi. Đi đằng này luôn đi Van Heel ơi. Đi đằng này luôn Van Heel ơi. Đây này. Đi này áp lính luôn này. Ôi thằng Van Heel này. Lại chết với thằng Butter for Life anh em. Chán quá, chết với thằng Butter for Bo này. Hay quá Jeffy ơi. Rồi anh em ú. Hay quá. Jeffy chơi hay nhá. Quả nào cũng bín về cái này. Bín về cái anh em ơi. Chờ tí bạn em ơi. Ủa Jeffy chơi mình chơi hay cơ. Ủa Jeffy giờ mình xanh rồi anh em ạ. Được được được, Jeffy xanh rồi. Jeffy đang đối đầu với Alan, liệu rằng có được không? Hay quá. Đi đây luôn đi Van Heel ơi, đi đây. Đi đây luôn này, cái thằng Van Heel này. Chăn cho thằng Van Heel quá đi. Chết cho cái thằng Van Heel này. Ô thằng Butter for Bo. Thằng Butter for Bo. Thằng Butter for Bo. Kìa ô. Thế chứ. Hoàn nhờ. Đây anh em. Các bạn mình dồn đấy. Các bạn dồn đấy anh em. Các bạn dồn đấy. Các bạn dồn đấy anh em ơi. Jeffy ơi. Tem mình yếu đuối quá anh em. Chán thật sự cho tem. Quá gì để yếu đuối luôn. Chết. Tem nó yếu đuối thật sự luôn. Ồ Jeffy hỏng rồi. Thế là Jeffy mạnh lại không đi chung như anh em. Ồ mấy cái thằng phế vật này. Ngộ không với cờ với xì đúng không? Cờ với xì là AFK mất rồi anh em. Mấy thằng phế vật này rồi. Mấy cái thằng phế vật rồi anh em ơi. Dậy Van Heel. Thằng Van Heel tên mình nó bị ngáo ngừ. Tộc bí này nhé nha. Rồi. Đấy thằng Van Heel nó ăn mất cây. Ăn mất bụi xanh anh em. Đấy thằng Van Heel ăn mất bụi. Đấy. Ui thằng Van Heel tên mình. Thằng ốc chó này. Chết rồi. Bo bàn tay đúng là mình FB mình gánh. Không thì gánh được thằng Jeffy nữa. Cứ đi lẻ đi chứ. Ngộ tính này. Ngộ tính ơi là ngộ tính. Ngộ tính ơi là ngộ tính ơi.
Ngộ tính ơi là ngộ tính ơi. Ngộ tính ơi là ngộ tính ơi. Cái thằng Van Hell này mày định ra là mày oán đấy. Mày định ra mày oán nó như chó đấy. Đó là cái sơ đấy anh em. À, đấy đấy. Đó là ăn cái sơ đấy anh em nhé. Thằng Van Hell này. Ôi Van Hell ơi. Đây bảo kê thằng bảo kê cho thằng Jeffy cho ok nha. Đây mình không biết đấy trụ luôn anh em nhé. Đây mình nó không biết đấy trụ luôn. Đấy. Rồi được. Lên đấy trụ đi. Thằng AD này. Cái thằng AD này nó yếu đuối thật sự luôn anh em. Cái thằng AD này nó yếu đuối thật sự anh em. Cái thằng AD này yếu đuối thật sự. Được. Thật sự cái thằng AD theo mình nó ngu thật sự anh em ạ. Mình không thể chấp nhận được cái thằng AD theo mình nó chơi. Hỏng rồi. Ôi Jeffy hỏng rồi. Hay quá. Jeffy theo mình chơi hay đấy nhá. Tại tên mình nó yếu quá các bạn nhìn thấy này. Mình SB mình đang ồ cái thằng ngộ tính. Không 10 anh em ạ. Thằng Van Hell 18. Cờ là gì 14 rồi ôi. Heo ơi là heo. Ô bàn tay cái tên bạn cái tên mình. Quánh nó đi này, ô kìa. Ôi ngộ tính. Trời ơi. Mình hỗ trợ chỉ đến thế thôi anh em ạ. Đúng rồi, mình hỗ trợ chỉ đến vậy thôi. Trợ đúng là chỉ đến vậy thôi anh em nhé. Không thể hơn được nữa. Không thể hơn được anh em. Tớ đi bây giờ mất hết trụ rồi còn gì nữa đâu anh em. Trời chán thật sự rồi anh em. Tại mình yếu đuối ghê gớm luôn. Nó không biết áp lính gì anh em nha. Nó không biết đường mà áp lính được kìa anh em ạ. Đây. Thấy không? Ôi Jeffy ơi. Không ăn luôn. Trời ơi. Đúng là tem ơi là tem. Chán cho cái tem này quá anh em. Chán được cái tem này quá luôn. Ôi thua anh em nhá. Không người chống cự được anh em ạ.
không thể chống cự được rồi. Ôi chịu chết anh em ơi, thật sự là quá là chán cho cái team này, không thể chống đỡ đổi được. Mình chơi SP, mình mà chơi AD quả này thì có khả năng nhá, mình mà chơi AD quả này thì có khả năng đấy. Chán quá luôn, chưa trận đấu nào mình chơi chán như trận đấu này anh em ạ. Được thằng ZP thì nó đi lẻ, không chịu đầy trụ anh em. Chơi tốt đấy, ZP team mình chơi hay đấy. Nhưng mà team mình thì 2 đánh với 8 người, không tài nào mà trụ nổi anh em. 2 đánh 8 thì chịu chết rồi. Rồi chấp nhận thua anh em nhá. Gặp team yếu được phải chấp nhận, chứ team mình với ZP đánh cũng không có yếu đâu. Chơi cũng hay đấy. Team mình nó còn không biết áp lính luôn anh em, không biết ôm lan áp lính luôn. Rồi Jeffy phải like Jeffy cái đấy, Jeffy chơi hay. Được đấy. Ok anh em. Rồi ngộ tính với cờ xì này AFK anh em. Còn cái thằng Văn Heo phế vật quá. Vậy thì còn chơi cái gì, đúng là 2 đánh với 8 người thật anh em. Ok, vậy là video mình đến đây tạm dừng nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn xem video mình vui vẻ nha. Bye bye các bạn.